Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Ngày hôm nay em bỏ những cái củ hoa này ra em phơi ở ngoài cả nhà. Thì hôm trước em quay cho cả nhà cùng xem một cái củ này này. Hôm trước nó chỉ lên có 1 cm á. Hôm nay là sau 2 hôm thì nó đã cao như này rồi. Nhìn quay thì nó ngắn ngắn nhưng chính là nó đã dài rất là nhiều rồi. Đấy. Như thế này thì khoảng 1 tuần nữa nó sẽ nở được ạ. Còn củ này thì chắc chắn là nở ở trong vòng 1 tuần nữa rồi. Thế còn những cái củ mà hôm trước mà nó mới nhú nhú lên một xíu thì hôm nay nó đã to thế này rồi đó. Rất là nhiều củ đã cao hơn nhiều mà chỉ trong vòng 2 ngày ấy, mà lẽ ra là ban ngày em phải mang ra ngoài em cho nó hứng ánh nắng mặt trời, em quên ấy. Hôm nay thì em mới bắt đầu cho ra, em quay cho cả nhà cùng xem cái nụ của nó rất là mập này đó. Cái nụ này nếu như mà em để ngoài trời nhá thì 3 ngày liền nó vẫn cứ ngắn ở dưới này này, nó tận dưới nó không chịu lên. Đây em cho cả nhà cùng xem cái củ ở ngoài trời nhá, thì phải đến 1 tuần nay nó cứ ngắn ở tận dưới này mà nó không thò lên. Em có củ này 7 ngày rồi mà nó mới chỉ nhú xíu xíu một chút này thôi mà không lên được đó. Cho nên là tại sao em phải cho vào trong nhà, em bật đèn sưởi ấm mà cái đèn học không tốt bằng cái đèn bóng đèn tròn ấy, bóng đèn tròn rạng đông ấy, loại đấy nó ấm, ngồi bên cạnh nó thấy ấm rồi. Còn bóng đèn học thì nó là ánh sáng trắng cho nên nó cũng không ấm mấy. Mà thế mà nó còn lên được nhiều hơn so với ở bên ngoài trời như này, trời lạnh lạnh nó rất là khó lên cả nhà. Những bông hoa ngoài trời đã nở rực rỡ hết rồi thì em phải che cái ni lông này cho nó này. Nó mưa, miền Bắc bây giờ mưa cả ngày luôn ấy, mà đêm cũng thế, mưa rất là nhiều cho nên em phải dùng cách này thì những bông hoa không bị ảnh hưởng gì đâu. Thực ra thì hoa vẫn chưa tàn đâu nhưng mà em đem cấu đi đấy. Đây này, em cấu đi để cho cái bông này nó nở ra, bởi vì nó hai cái bông nó kẹ vào nhau ấy thì nó làm cho cái bông này lúc đầu nó méo, nó óp hẳn vào một nửa bông hoa không thể nở được ra, nên bắt buộc em phải cắt đi cái bông mà nó đã nở. Nó nở 8 ngày mà nó vẫn chưa tàn cả nhà. Nó nở 8 ngày là cái cánh hoa nó mới chỉ xuống nước một chút xíu thôi, chứ nó cũng không héo và nó cũng không thối, nó cũng không bị đen cánh, cho nên em nghĩ sẽ chơi được hơn 10 ngày đấy. Đây là cái giống này nói vậy chứ có những giống thì cả một tháng, chơi cả một tháng mà vẫn cánh hoa vẫn rất là cứng ấy. Cho nên em cảm thấy rất là đáng chơi đấy. Ví dụ em đã phải ngắt đi 2 bông để cho cái bông này nó ra, bông này ra thôi xong rồi lại còn 2 bông nữa vẫn còn chưa nở như này, rất là chật chội. Một cái chậu này của em thôi chỉ cần 9 bông thôi là đẹp, nhưng mà chỗ này trồng 11 bông nó còn chen vào nhau đấy. Đó nên em định em sẽ tách ra khoảng độ 1-2 cây. Ví dụ như cây này em sẽ tách ra này. Thì đem một chậu này chỉ khoảng độ 10 bông. Rất là đẹp. Đó, hoa này rất đáng chơi phải không cả nhà? Cánh hoa rất là nhiều. Đó, và bông, cả nhà thấy không? Khi mà nếu em cho tay vào nhá thì phải hai bàn tay mới hết đựng hết được bông hoa này. Và bông hoa rất là to. Đó, tay em này. Phải hai bàn tay ấy. Bên này một bàn tay, bên này bàn tay, hai bàn tay mới hết được cái bông hoa này. Đấy là em trồng khi mà cái củ hoa nó đã nhú rất là cao và nó bị thiếu nước khi trong quá trình vận chuyển sang bên này, là mất đến 15-20 ngày thì bông hoa nó còn không cạnh, không căng được ra, không to được như là chúng ta trồng tại vườn, và chúng ta đến mùa hoa nó nở tự nhiên không bị ép thì bông hoa sẽ to hơn nữa, nó sẽ to ra phía bên ngoài này, đến đây đến đây đấy, thì bông rất là đẹp phải không ạ? Em quay vào máy rất là xịn, không hề đẹp, thế nhưng ở ngoài màu rất là tươi, đẹp lắm cả nhà, rất là đáng trồng nha. Một củ hoa từ 150 cho đến hơn 200 em cảm thấy rất là xứng đáng để chơi, mà nó nở đúng dịp Tết, lan huệ nở đúng Tết cho nên ai cũng rất là thích. Trong nhà mình có một chậu lan huệ chơi để mang cái ấm áp của mùa xuân về này, rồi mang những cái may mắn, rồi những lộc lá đầu năm, ai cũng đều mong muốn cả năm đó chúng ta sẽ được mạnh khỏe này, may mắn làm ăn phát đạt, lộc đầy nhà, rồi những cái điều không may thì được đẩy lùi, tan biến đi đúng không ạ? Cho nên cái màu đỏ thường được mọi người chọn rất là nhiều, như hoa đào chẳng hạn,
rồi hoa bách hợp màu đỏ, trưng Tết rất đẹp, rồi mai đỏ đúng không ạ, rồi dơn đỏ tulip đỏ, toàn những màu mà mang lại sự ấm áp may mắn cho gia chủ. Nhà em năm nay trưng cả cúc mai đỏ cũng rất là đẹp. Cúc mai đỏ này thì cái cây này nó cao đến hơn 80 cm đấy cả nhà. Đó. Em chồng em rất là mê cái màu này vì nó bông cũng rất là to. Cái hoa này nó cũng chỉ là hoa cúc cắt cành thế nhưng mà nó lại giữ giống được sang năm nha. Tùy từng giống hoa giữ giống sang năm, không phải cúc cắt cành nào cũng có thể giữ được sang năm đâu cả nhà. Đỗ quyên của em hôm nay nở khá là nhiều. Cái màu này nở khá nhiều, còn những màu khác thì vẫn còn ít. Đó. Còn củ hoa này thì cứ ban ngày em sẽ cho ra em phơi nắng. Hôm mấy ngày hôm nay nó không có nắng, nó cứ mưa và nó cứ trời cứ âm u. Em phơi nắng và đến tối em cho vào phòng em lại bật điện. Thì củ này chắc chắn là khoảng độ 5 ngày nữa bắt đầu hé nụ. Và 7 ngày thì sẽ nở. Củ này cũng thế. Chỉ 7 ngày nữa sẽ nở, như vậy nó sẽ ra nở vào ngày mùng 1, mùng 2 Tết, mùng 2 Tết. Nhưng mà ngày mùng 1 đã bắt đầu hé ra rồi, nó cũng khá đẹp rồi phải không ạ? Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.